ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ 6 ngày 6 tháng 1. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xà lan tông thủng mạng phà cắt lái, nhiều hành khách té ngã trên phà. Hacker Nhâm Hoàng Khang bị tuyên phạt 10 năm tù. Bắt nghi phạm sát hại người chạy xe ôm cướp tài sản. Chủ tiệm vàng truy đuổi đạp ngã xe máy vợ chồng kẻ cướp. Cận cảnh con cá ngừ vây xanh 212 kg có giá hơn 6,3 tỷ đồng. Bánh xe tải lao như tên bắn, cảnh sát đứng trước nhà hàng, may mắn bị thương nhẹ. Sau đây là thông tin nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 6 tháng 1. Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau khi khảo sát, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã đưa ra phương án đưa thi thể bé Hào Nam ra khỏi ống bê tông, kỹ thuật cứu hộ khả thi, song thiết bị chưa đầy đủ nên chưa thể thực hiện. Cụ thể, các chuyên gia Nhật Bản đề xuất dùng ống thép đường kính lớn hơn cọc bê tông đưa xuống độ sâu 24 mét, tiếp tục lấy hết đất bên trong ra, sau đó cứu hộ sẽ đưa dây cáp xuống, buộc vào ba đầu cọc cạnh các mối nối, kết nối thành một trục cùng với trụ thép dựng thẳng bên cạnh, tạo thành lực kéo thẳng bằng kích thủy lực. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ chiều tối ngày 4 tháng 1 đến nay, sau khi công bố bé Hào Nam đã tử vong, chính quyền tỉnh Đồng Tháp thắt chặt hiện trường để tìm kiếm thi thể bé. Đến nay, bé Hào Nam đã lọt vào ống bê tông của công trình cầu Rọc Sen 7 ngày, nhưng thi thể bé vẫn chưa được đưa ra khỏi ống bê tông. Tối 5 tháng 1, một chiếc xà lan tông vào mạn sườn phà cắt lái thuộc tuyến phà cắt lái Đồng Nai, may mắn không xảy ra tai nạn sông nước đáng tiếc. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày, khi phà cắt lái chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh gần tới bờ Đồng Nai thì bị một xà lan chở cát tông trúng vào mạn phía đuôi. Sự việc làm cho khách trên phà bị ngã xe, một số người bị ngã xe xây xát, còn chiếc phà bị thủng vách ngăn bên mạn. Đến hơn 21 giờ, đơn vị quản lý cho biết đã đưa chiếc phà bị tai nạn vào bờ phía Đồng Nai để đợi sửa chữa. Hiện các đơn vị chức năng đang làm việc với chủ xà lan để làm rõ nguyên nhân. Ngày 6 tháng 1, tin từ Công an tỉnh An Giang cho hay, Công an tỉnh này đã thưởng nóng và trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc tại Công an huyện Chợ Mới vì đã điều tra khám phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 1, tại tiệm vàng ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, có đôi nam nữ lạ mặt giả vờ mua vàng, sau đó xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm rồi cướp một dây chuyền vàng, một mặt dây chuyền và một vòng đeo tay tổng trị giá trên 32 triệu đồng. Khi cả hai định tẩu thoát thì bị chủ tiệm lao ra đạp ngã xe. Lúc này đôi nam nữ đã bỏ lại xe máy và chạy trốn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ hai vợ chồng là Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa cùng 22 tuổi, trú phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An, khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài thuộc ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, đồng thời thu giữ tang vật. Sáng 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Nhâm Hoàng Khang, 36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, tòa cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi xâm phạm trái phép mạng máy tính. Theo cáo trạng, Nhâm Hoàng Khang là người làm nhiều ngành nghề có liên quan đến công nghệ thông tin như thiết kế website, dựng phim, sửa chữa điện thoại di động. Khang có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin. Khoảng cuối tháng 10 năm 2020, Khang sử dụng điện thoại di động truy cập website sàn giao dịch tiền ảo T-Rex, đăng ký mở nhiều tài khoản. Sau khi có tài khoản, Khang phát hiện sàn T-Rex có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác, nên đã tống tiền ông Vũ Ngọc Châu, chủ sàn T-Rex. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, phía ông Châu chuyển khoản cho Khang tổng cộng 433,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook tên Đạo diễn Hoa Hạ của bà Phan Thị Ánh Phượng. Sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng. Hội đồng xét xử cho rằng dựa trên các chứng cứ tài liệu đã thu thập được, có cơ sở kết luận Nhâm Hoàng Khang phạm lỗi cưỡng đoạt tài sản. Tòa đã tuyên phạt Khang 10 năm tù về tội danh trên, đồng thời kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính của Khang. Ngày 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tranh luận giữa luật sư và Viện Kiểm sát trong vụ án buôn lậu và trốn thuế đối với trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, biệt danh Mười Tường và 6 đồng phạm trong vụ vận chuyển 1.397 bao đường cát. Cùng bị đưa ra xét xử có các bị cáo Nguyễn Hoàng Úc,
biệt danh Út Mạnh, Võ Minh Phương, biệt danh Phương Cam, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương, biệt danh Phương Đôn, Nguyễn Tường Cẩm Tú. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến 2020, Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam, bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh trên 200.000 tấn đường cát, trị giá trên 2.885 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát tỉnh An Giang đề nghị Tòa Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh từ 14 đến 16 năm tù, Nguyễn Hoàng Úc từ 12 đến 13 năm tù, Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương, Phương Đôn bị đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Tường Cẩm Tú bị đề nghị mức án từ 7 đến 19 năm tù. Tuy nhiên, luật sư Hồ Hoàng Phượng, đoàn luật sư tỉnh An Giang cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã nhận thức pháp luật rất cao và đã thành khẩn thừa nhận số đường cát nêu trên trị giá trên 700 triệu đồng, còn số liệu quần áo, kiện hàng có trị giá trên 260 triệu đồng thì bị cáo Hạnh không hề thừa nhận từ đầu đến thời điểm này. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại. Kết thúc phần tranh luận giữa luật sư và Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày 9 tháng 1 sắp tới. Ngày 6 tháng 1, Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ xe cứu hỏa gặp nạn khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, khiến hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 5 tháng 1, chiếc xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước chở theo một số cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thị xã Phước Long. Khi xe đến đoạn qua xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bị lật, khiến hai chiến sĩ gồm thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường tử vong, bốn chiến sĩ khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng. Đến sáng ngày 6 tháng 1, những chiến sĩ bị thương đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sức khỏe của một số người đã ổn hơn. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, đoạn đường xe phòng cháy chữa cháy gặp nạn là điểm đen về tai nạn, đường dốc quanh co. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa nên rất trơn trượt. Sáng 6 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được Nguyễn Hùng Cường, 41 tuổi, trú tỉnh Bến Tre, là nghi phạm sát hại người chạy xe ôm để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Trước đó, chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại khu vực ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, người dân phát hiện một tử thi nam trong giai đoạn phân hủy nên báo công an. Qua xác minh, xác định nạn nhân tên Võ Văn Liêm, 67 tuổi, trú huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, làm nghề chạy xe ôm, bị mất tích từ ngày 26 tháng 12 năm 2022. Nhận thấy vụ việc trên nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm giết người và cướp tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Châu Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ. Qua điều tra, Công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hùng Cường và tiến hành truy bắt. Đến chiều ngày 5 tháng 1, Cường bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Chuyển sang phần tin thế giới, một con hải cẩu không biết vì sao đã nổi điên lao vào bãi biển cắn nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 1 tại bãi tắm Clifton ở Cape Town, Nam Phi. Trong video, con hải cẩu nhỏ lao đến tấn công khiến bé trai hoảng sợ và bị thương nhẹ. Nhiều người đã lao đến giải cứu và xua đuổi con hải cẩu. Ngay sau đó, con hải cẩu đã tiếp tục tấn công nữ diễn viên Lolo Taylor đang bơi ở phía xa. Video cho thấy nữ diễn viên hoảng loạn, la hét khi bị con vật kéo xuống vùng nước sâu hơn và cắn liên tục vào người. Những người chứng kiến đã lao ra biển giải cứu nữ diễn viên. Cuối cùng, Taylor được đưa đến nơi an toàn, trong khi một người đàn ông tóm lấy đuôi con hải cẩu và ném nó xuống biển. Trên tài khoản cá nhân, Taylor đăng ảnh đôi tay băng bó và tiết lộ bị hải cẩu cắn 6 cái. Cô phải nhập viện cấp cứu và dùng thuốc kháng sinh mạnh. Liên quan đến vụ việc, Trung tâm Cứu hộ Hải cẩu Hawke's Bay cho rằng con vật bị căng thẳng bởi đám đông vây quanh nó. Tại chợ Toyosu ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5 tháng 1, một con cá ngừ vây xanh nặng 212 kg đã được bán với giá hơn 36 triệu yên, tương đương 6,3 tỷ đồng. Mức giá năm nay gấp khoảng 2,1 lần so với mức giá đắt nhất trong cuộc đấu giá năm ngoái. Con cá nặng 212 kg nói trên được đánh bắt từ vùng biển thuộc thị trấn Oma, tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. Tại Trung Quốc, một cảnh sát đã bị thương do bánh xe tải văng trúng vào ngày 4 tháng 1. Đoạn camera được quay tại tỉnh An Huy cho thấy.
chiếc bánh xe bất ngờ bay về một nam cảnh sát đang đứng trước một nhà hàng, khiến anh này ngã xuống đất. Nam cảnh sát bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo cảnh sát địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc xe tải đang chạy gần đó bị gãy trục bánh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6 đến 7 tháng 1, khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Ninh Thuận và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ chiều và đêm 7 tháng 1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần. Trên biển, ngày và đêm 7 tháng 1, khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Hà Nội, ngày mai 7 tháng 1, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai 7 tháng 1, trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Một cảnh báo đáng chú ý khác đó là vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa gây hại cho hoa kiểm vụ Tết. Bà con nhà vườn cần chú ý đề phòng để tránh thiệt hại có thể xảy ra. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.